Hôm nay 28 tháng 9, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu khô ráo, trời có nắng, chiều và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa xuất hiện trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 31 đến 33 độ. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Ngày mai trời có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay nhiều nơi có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai trời có nắng, chiều và tối mai có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất 31 đến 33 độ, độ ẩm 83 đến 87%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Ngày mai có lúc mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm 85 đến 90%. Hải Văn, vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 29 tháng 9 năm 2024, mực nước cao nhất 370cm vào lúc 1 giờ và mức thấp nhất 130cm lúc 18 giờ 45 phút. Chất lượng không khí toàn tỉnh hôm nay ghi nhận đều ở mức tốt với 3 khu vực đặc thù của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ, dao động từ 11 đến 43. Đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người khi ở ngoài trời.